Hôm nay cô Như và Thái Anh sẽ đóng phim Chồng Chồng nha. Các bạn ơi, đây là cái đồ gắn Chồng Chồng này các bạn, là Chồng Chồng rất đẹp. À, trên tay bé Quỳnh Như đó là những cái chong chóng rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ theo dõi bé Thái Anh và Quỳnh Như cùng thách đấu với nhau. Đó là trò chơi chong chóng bạn nào chong chóng của bạn nào xoay lâu nhất nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu chơi. Và đây là Suka. Suka sẽ là trọng tài của trò chơi này. Rồi, bạn nào mà trong chóng xoay lâu nhất thì chị Suka sẽ thưởng. Phần thưởng đó là gì vậy chị Suka? Là một chú khủng long. Wow, phần thưởng rất là hấp dẫn. Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Dạ rồi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Chị Quỳnh Như và Thái Anh sẽ gánh cái trong chóng vào nào. Rồi, bây giờ Thái Anh vừa gánh xong cái tay cầm của trong chóng. Rồi. À, các bạn ơi, mẹ nhìn Quỳnh Như gắn chiếc chóng nha. Rồi, chiếc chóng chóng đầu tiên của bạn Quỳnh Như. Đó là chóng chóng màu gì vậy Quỳnh Như? Quỳnh Như ơi, chóng chóng của Quỳnh Như màu gì? Màu xanh. Rồi, chóng chóng của Quỳnh Như là những cái con vật. Đó là... Nè, giờ mình, Quỳnh Như gắn chóng chóng xong của Quỳnh Như rồi, giờ đến Thái Anh nha các bạn. Chị Quỳnh Như sẽ giúp Thang gánh cái chong chóng vào cái tay cầm nha. Thái Anh đã gánh chong chóng của Thái Anh xong rồi nè các bạn. Wow, hai cái chong chóng rất là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem coi chong chóng bạn nào sẽ xoay lâu hơn nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Chị Suka là trọng tài nào. Giờ Suka sẽ cho chong chóng quay để xem chong chóng của bạn nào xoay lâu hơn nha. Đây, bên tay trái của Suka đó là chong chóng của Quỳnh Như nè. Còn bên tay phải là của Thái Anh. Rồi, bây giờ hãy đoán xem chong chóng nào sẽ xoay lâu hơn nào. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nha. Bắt đầu nào các bạn ơi. Đây. Wow, hai chong chóng thật xoay nhanh. Giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem chong chóng bạn nào xoay lâu hơn nha. Xanh lá cây nè. Rồi, của Thái Anh. Cảm ơn chị Suka nha. Ừ, rồi, bây giờ chúng ta sẽ thi tiếp nha. Cảm ơn chị Ấm Cố nha. Bây giờ bắt đầu lượt 2 là Suka sẽ tháo hai cái chong chóng này ra nha các bạn. À, đây, Suka đã tháo rồi. Bây giờ Thái Anh và Quỳnh Như sẽ thi tiếp nào. Ơi, các bạn ơi, mình gắn chong chóng thứ hai các bạn. Để em bôi từ đây cho các bạn. Cái đầu hay là. Các bạn ơi, giờ mình sẽ cố gắng hơn Thái Anh nha các bạn. Yeah. Này Thái Anh thôi. Thái Anh gắn đi. Nắm đi rồi. Thái Anh xin làm em bé nha. À, bé Thái Anh đã chọn được một cái chong chóng rất là đẹp. Đó là hình những cái em bé ở trên cái chong chóng. Bây giờ chúng ta sẽ xem Thái Anh gắn vào và cái chong chóng của bạn nào sẽ xoay lâu hơn nha. Trò chơi này rất là hấp dẫn các bạn ơi.
Và các bạn đoán xem bạn nào sẽ chiến thắng nào. Chị Quỳnh Như sẽ giúp Thang gánh chấm chấm vào nè. Thang có thích chơi trò chơi gánh trong trống không? Trò. Dạ. Và lượt thứ hai chúng ta xem coi trong trống của bạn nào xây lâu hơn và nhận được một phần quà từ chị Suka nha. Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ chị Suka sẽ kiểm tra cho chúng ta nha. Rồi. Giờ Suka sẽ kiểm tra nha. Vâng, hạt cá nữa. Đây, ở bên tay trái của Suka là của bé Ái Anh nè. Còn bên tay phải là của Quỳnh Như. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra nha các bạn. Rồi, hai em có hồi hộp không? Dạ có. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra nha. Trên tay Thái ăn đó là trong trống đầu tiên đó, trong trống của gì, của những cái công, những cô công chúa rất là xinh đẹp. Và cái trong trống thứ hai Thái ăn dơ cho các bạn cùng xem thôi. Rồi đó là trong trống những con vật bé Quỳnh Như là em bé đó các bạn. Rồi cái thứ hai Quỳnh Như sẽ chọn đó là trong trống gì nào, các bạn cùng xem nha. Wow, trong trống của những con chim rất là đẹp. Rồi Quỳnh Như sẽ gắn trong trống lên cái hình bông hoa nè. Và lượt thứ ba Quỳnh Như sẽ cố gắng lên nha. Dạ. Chúng ta sẽ xem trong trống của mình đang xoay nhau lâu nhất ha. Wow, bé Thang đang làm gì vậy kìa? Bé Thang đang làm gì vậy? Chăm bên trong trống. Thấy anh thổi bên trong trống. Rồi chị Quỳnh Như gánh xong rồi, bây giờ sẽ chuyển qua cho bé Thang gánh trong trống nào. Các bạn ơi, Thái Anh đã gánh trong trống rồi. Các bạn ơi, Thái Anh đã gánh nó xuống nè. Này, giờ Thái Anh đã gánh đã trong trống được rồi nè, bạn ơi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hai em đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Bây giờ chị Suka sẽ kiểm tra kết quả nha. Đây, hai bên, ở bên trái của Suka có hai cái chấm chấm là của Quỳnh Như. Còn ở bên phải hai cái chấm chấm là của Thái Anh nha. Bây giờ chúng ta sẽ... Bây giờ Suka sẽ gánh lại. Bây giờ Suka sẽ kiểm tra kết quả luôn nha. Rồi.
nhìn thấy những cái chong chóng thì xoay rất là mạnh nè. Thì chúng ta sẽ bắt đầu dừng lại nha, xem cái chong chóng nào sẽ xoay lâu hơn nào. Rồi như các bạn đã thấy đó, hai cái chong chóng của hai bạn xoay rất là nhanh và rất là đẹp luôn. Nhưng rồi và kết quả đó là hai bạn đã hòa nhau. Yeah. Rồi bây giờ Ska sẽ thưởng cho mỗi bạn một con khủng long nha. Thanh, hai con khủng long của Thanh để ra ngoài đi. Rồi bây giờ Ska sẽ thưởng cho mỗi bạn một con nha. Thanh lấy một con đi, Thanh lấy một con thôi. Đây đi. Rồi Thanh lấy một con đi. Đó, một con Thanh. Con nào đó? Rồi Thanh sẽ lấy con khủng long đó nha. Bây giờ tới Quỳnh Như các bạn. Rồi Quỳnh Như sẽ lấy một con khủng long. Rồi Quỳnh Như lấy một con khủng long một tím. Các bạn ơi, mình lấy con khủng long một tím này các bạn. Đây đây đây.